Liên quan đến vụ việc nữ sinh nghi ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm, ngày 22 tháng 10. Thông tin từ bố của nữ sinh cho biết, hiện tại con ông vẫn đang nằm viện, sức khỏe yếu. Ông cho biết thêm, ngay khi biết được vụ việc xảy ra, ông đã bắt xe khách ra với con gái. Chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ đã khiến gia đình ông không khỏi đau buồn. Hiện gia đình ông đã nhờ các thành viên trong câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội đưa cháu bé về chôn cất tại một ngôi chùa ở Nam Định. Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, bản thân gia đình chúng tôi có nhờ một tổ chức có uy tín chôn cất và đặt tên cho cháu ngoại. Cháu bé có tên, có tuổi và được đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn cất để sau này tôi biết cháu mình ở chỗ nào và mẹ nó biết con mình ở đâu. Để đến mà sám hối, bố nữ sinh chia sẻ. Liên quan đến vụ việc này, anh Lê Thành Trung, thành viên câu lạc bộ Sự Sống Hà Nội, đơn vị nhận chôn cất cháu bé, cho biết. Dự kiến, thi thể cháu bé sẽ được bảo quản đến cuối tháng 10 và chôn cất cùng với khoảng 400 thai nhi xấu số khác tại tỉnh Nam Định. Vụ việc hiện vẫn đang được công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 tại sân chơi giữa hai tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn, sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng những chứng cứ dấu vết tại hiện trường, công an xác định ngôi nhà ở tầng 31 chính là nơi cháu bé đã bị rơi xuống. Khi công an lên tiến hành xét hỏi, có 3 người trong căn hộ trên. Tờ Vơ A tiến hành đấu tranh, nữ sinh D khai nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh thì cháu bé đã chết nên ném cháu bé qua cửa sổ xuống đất. Cũng theo lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, nam thanh niên tên D, bạn trai của Vân A, khai nhận mới yêu bạn gái một tuần nhưng không hề biết B. Nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo, có thai. Thời điểm Vợ A sinh con có bạn trai và người chị họ của bạn trai cũng ở trong nhà. Sau khi tiến hành làm rõ, công an đã cho hai người này về nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện.